Bonsai Đắc Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đắc Huy đang có mặt ở triển lãm Ninh Bình và đang đứng trước cái chợ hàng thương mại của tất cả các nhà vườn mang đến triển lãm quý vị nhé. Thì cái gian hàng của em Biên tại Hải Phòng, Bonsai Đắc Huy đang có mặt ở gian hàng của em Biên quý vị nhé, để ghi hình cho quý vị một số những cái tác phẩm cũng như những cái phôi mà em mang đến triển lãm Ninh Bình để giao lưu với quý vị nhé. Ở đây em Biên đây rồi. Chào em. Xin chào anh nhá, xin chào tất cả anh em yêu cây trên cả nước nhá. Em xin cầm một ít tác phẩm phôi vườn nhà, đồ chất, đồ đẹp, đồ mịn đến phục vụ anh em yêu cây trên cả nước tại hội chợ triển lãm cây Ninh Bình. Dạ. Trọng mời anh em đến với hội chợ triển lãm có gian hàng của Biên để ngắm vào tác phẩm, các tác phẩm, rồi ai hợp gu nhu cầu như nào anh em sẽ chung kết, sẽ dạ. Tay bắt tay. Rồi, dạ. Số điện thoại của em bao nhiêu em? Số điện thoại của mình là 0975654586. Rồi, dạ, ok em nhé. Quý vị hãy ngắm một số cái tác phẩm cũng như là phôi của em Biên quý vị nhé. Quý vị này, đây là một cái phôi rất tiềm năng của em này, một cây già, cốt rất già quý vị ạ, và các đầu cút đã được giật được mấy nhịp rồi. Cái này hiện nay cao khoảng 50, thân chính vào khoảng 50. Cốt này tương đối đẹp của em. Em mang rất nhiều cái phôi chất quý vị nhé. Sao đây, quý vị ghi nhận rất nhiều cái phôi chất. Đây đằng xa xa này có một cái phôi giả lắm quý vị này. Đây cái cây lam thân quý vị này. Cái lam thân này rất già quý vị nhé. Lam thân của em này, em Biên này, cây này vừa chất vừa đồ chất mà lại còn già, hàng cốt cách, cây này tiềm năng. Cổ gọn rất đẹp quý vị ạ. Này cái thân chính cắt đi và lấy tay dựng lên làm ngọn, và cái cổ ngọn này thì rất hợp lý với cái form dáng này, thì cái cổ ngọn này là đẹp nhất rồi. Đây một cái phôi này nữa quý vị ạ. Phôi này cũng là cái phôi rất già này quý vị này. Mà quý vị có thể nhìn thấy cái màu tím hết rồi quý vị ạ. Đây là cái cốt già lắm quý vị ạ. Đây là cái cốt trực. Đây là cái cây trực cổ mà em đã cắt gọn lại để cho cây côn rụt hơn. Cây già lắm quý vị cái này. Rất nhiều cây phôi cũng như tác phẩm của em. Đây cũng hơi rậm, khó nhìn. Cây nhiều thân, có đóng ghép.
thưa quý vị là chợ gian hàng thương mại của Linh Bình, rất là giao lưu rất tốt quý vị nhé. Còn sao đây quý vị ghi nhận là anh em Lào cũng có cuộc có giao lưu cây, cũng có mua bán, quầy Lào cũng có quý vị ạ. Cây ít tiền hay cây nhiều tiền thì sao đây quý vị không bàn đến, nhưng mà anh em rất là phấn khởi. Người thì có người bán được rất nhiều tiền cây, có những cây cũng mấy trăm triệu. Gần như anh em nào cũng có những cuộc mua bán tại gian hàng thương mại vị nhé. Thì thế mới thấy được là cái phong trào chơi của Linh Bình rất là mạnh. Các quý vị nhìn những cái cây hoàn thiện này, đẹp như này cơ mà quý vị. Đây còn những cái cốt nhỏ này, phôi xanh phôi si này. Đây quý vị này, quý vị nào hợp gu cái cây nào thì quý vị liên lạc mấy em biên nhé. Xanh cổ quý vị này, xanh cổ có cái đường hóa, cái đường cột kèo này, quý vị nhìn. Cây hoàn thiện này, cây cổ có những cái đường nét đặc biệt riêng này quý vị này, những cái nét hóa không giống một cây nào cả. Đây là cây hoàn thiện đẹp này quý vị này. Đây là những cây chỉ được chơi quý vị nhé. Thì quý vị đến triển lãm Linh Bình để qua ủng hộ những anh em hàng thương mại. Và nếu quý vị mà không đến được thì quý vị có thể xông qua cái số điện thoại của các nhà vườn. Bác Sa Đa Huy trong quá trình ghi hình thì cũng có nhà vườn cũng cho quý vị biết, quý vị liên hệ với các nhà vườn để tham khảo giá cũng như thương lượng để chọn lựa cho mình những cái tác phẩm mình chơi cũng như những cái phôi để mình tạo tác hợp với quý vị. Cái mặt sau nhìn hay quá quý vị này. Mặt này nhìn cây có chiều sâu và những cái nét cột kèo nhìn hóa rất dị và độc đáo. Cái này ngắm thực tế còn đẹp hơn quý vị ạ. Sau khi cảm giác là ngắm thực tế còn phê hơn.
Quý vị, Bonsai Đức Huy vừa dẫn quý vị đến ngắm một lượt cái gian hàng của em Biên tại Hải Phòng quý vị nhé. Thì quý vị nào có yêu thích cái tác phẩm nào thì quý vị cứ liên lạc với em Biên. Bonsai Đức Huy đến đây xin phép được tạm dừng video ở đây. Bonsai Đức Huy xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.